Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm 28 tháng 11 năm 2019, ngày lễ tạ ơn 2019. Nam Anh kính chúc quý vị, khán thính giả của SBTN một mùa lễ an lành và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay gồm có chào Washington và phỏng vấn đặc biệt. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi chào Washington với Thanh Trúc. Vị khách mời hôm nay là chị Kim Bằng. Mời quý vị đến với chương trình chào Washington DC kỳ này và vẫn với vị khách mời là chị Kim Bằng. Thanh Trúc xin kính chào chị Kim Bằng. Chào chị. Dạ, kính thưa quý vị, trong những chương trình trước đó thì Thanh Trúc cũng đã cùng với chị Kim Bằng cố gắng để mà nói lên cái chúng ta đang ở trong mùa lễ tạ ơn, và trong mùa lễ tạ ơn đó là một cái văn hóa cao đẹp rồi. Chúng ta mang cái văn hóa đó đến và chúng ta hội nhập cho người Việt của mình ở Mỹ cũng biết về cái nền văn hóa tạ ơn. Và trong cái tạ ơn đó thì mùa lễ tạ ơn cũng là cái mùa mà khởi đầu cho những cái đám cưới, những cái dịp trọng đại của một đời người, thưa quý vị, từ Thanksgiving cho tới Giáng sinh. Thì chị Kim Bằng đã trình bày về cái project đó là bảo tồn văn hóa Việt Nam trong những cái đám cưới. Thì trong chương trình trước chúng tôi đã trình bày. Hôm nay đó, với cái chương trình này thì Thanh Trúc muốn nói lại là chị rất là đề cao cái vấn đề là người trẻ trong cái đám cưới phải tỏ cái văn hóa của mình là tôn kính ông bà cha mẹ người già, và chị cũng đã giúp cho họ, chị khuyến khích họ làm cái điều đó. Chị thấy là khi mà chị khuyến khích như vậy, chị có thành công hay không? Họ có thích thú để nghe cái điều đó không? Thì người ta ngồi, mấy cô cũng ngồi nghe Kim Bằng. Nhưng mà Kim Bằng không có đổi ý được của mấy cô. Tại lúc đó nó hơi trễ rồi. Tại là nếu mà muốn làm phong tục thì mấy cô phải mua áo dài, đặt áo dài, thuê áo dài. Thì Kim Bằng mong là sau khi năm nay Kim Bằng sẽ có nhiều cơ hội để nói chuyện với mấy cô và có thể convince mấy cô hơn, để cho mấy cô có thì giờ để mua cái áo dài, may áo dài cho vừa ý mình. Còn năm qua đây Bằng phải nói là Kim Bằng không có convince được mấy cô. Thì vì vậy nó mới làm Kim Bằng more passionate để mà move cái mission này, để nói chuyện cho nhiều người em trẻ hơn và làm nhiều outreach hơn trong cộng đồng. Và hai nữa, yêu cầu với lại bạn bè của Kim Bằng, anh em của Kim Bằng, để mà mình cũng nói chuyện với con mình cắt nghĩa. Mình không bắt con cái làm theo mình muốn, nhưng mà mình có thể yêu cầu. Thì Bằng có nói với lại con cái, Kim Bằng nói là các con, mẹ xin các con một món quà thôi nếu mà các con lập gia đình. Cái quà đó là cho mẹ được một cái áo dài và làm theo phong tục Việt Nam, để cho mình show cái respect cho ông bà, cho ba mẹ. Ngoài ra đó mẹ không đòi hỏi hơn nữa. Đâm ra là Kim Bằng mong là cộng đồng cũng sẽ làm the same, để mình encourage con cái của mình và xin một món quà nhỏ để cho con mình cho mình được. Dạ vâng, thưa chị Kim Bằng, trong cái chương trình trước đó thì khi mà khán thính giả của đài SBTN theo dõi đó, thì họ mới nói với Thanh Trúc như thế này. Họ nói khi mà tôi coi cái chương trình của chị Kim Bằng đó, và Thanh Trúc nói về cái việc bảo tồn văn hóa Việt Nam qua đám cưới, thì tôi chợt nhận ra rằng tôi đã không làm được cái điều đó với con tôi. Là tại vì họ ở đây lâu và đứa trẻ nó lớn lên ở nước Mỹ này, thì người con gái đó lại quen với một anh chàng ở Canada. Mà anh chàng ở Canada đó cũng là gốc Á Châu, nhưng mà không phải là người Canadian, nhưng mà cũng là người Á Châu, mà người Canadian gốc Á Châu, dạ gốc Taiwan. Thì sau đó đó, khi mà làm đám cưới thì những đứa trẻ nó tự nó quyết định hết. Tại vì người con gái mới nói con không có sẽ làm đám cưới ở đây, mà con muốn là tụi con đi về bên Pháp để làm đám cưới. Và cái đám cưới bên Pháp thì rất đẹp, thưa quý vị, cái người phụ huynh đó chia sẻ, nhưng không có cái vẻ gì là Việt Nam, mà có vẻ rất là Tây phương. Đó, khi họ coi theo nói như vậy, thành ra chị Kim Bằng muốn thuyết phục mọi người đem hoa, đem áo dài để mà giúp cho những người trẻ khi họ thấy đẹp như vậy thì họ sẽ trở về với cái văn hóa của mình. Đúng rồi. Thưa chị, thì bây giờ
những cái hoa mà chị yêu thích nhất để mà chị lựa chọn làm thế nào, thí dụ như làm cái bó hoa cho cô dâu cầm, rồi những cái hoa được gắn trên những cái khay như thế này, hoa decorate ở trên những cái bàn như thế nào, là chị Kim Bằng làm, chị lựa chọn hoa như thế nào ạ? Vâng, thì thường thường Kim Bằng cũng sẽ hỏi cô dâu là ngày hôm đó cái màu, cái theme là màu gì. Thì lúc đó Kim Bằng mới đề nghị cho cô dâu là mình nên dùng bông kiểu nào, thứ nào. Nhưng mà thường thường mấy cô dâu của mình hay thích về orchid. Tại là nó là tropical là một. Và hai nữa, hoa lan nó có vẻ là nó có, bằng thấy là nó có cái spirit của Asia. Thì đâm ra là nhiều cô dâu hay thích orchid, thì Bằng hay dùng orchid nhiều trong mấy cái công việc Kim Bằng làm cho mấy cô dâu Việt Nam, cũng như cái khay này. Khó không chị? Chà, Thanh Trúc nghĩ chắc với chị Kim Bằng thì không khó, nhưng mà với như Thanh Trúc chẳng hạn thì rất khó, bởi vì ở đây mình có hoa hồng quá đẹp, những có hoa lê lát quá đẹp, nhưng mà với cái orchid đó, là hoa lan đó, kính thưa quý vị, thì cái cách trưng bày chắc có lẽ nó khó hơn đó thưa chị. Nó hơi khó hơn, nhưng mà Kim Bằng cũng sẽ nào lúc nào cũng làm như cô dâu muốn. Cô dâu muốn dùng bông hồng. Và hai nữa nó cũng là cái chuyện giá cả. Tại là bông orchid, bông hoa lan thì nó sẽ đắt hơn. Và nếu mà cô dâu không có insist on hoa lan thì Kim Bằng sẽ làm hoa hồng cho. Nhưng mà cái chuyện đó thì Kim Bằng với cô dâu sẽ work together rất là in detail, để mà đến cái ngày hôm đó cô dâu sẽ rất là vui lòng với cái bông mà Kim Bằng làm. Chị vừa mới nói tới giá cả, đây cũng là một vấn đề rất thực tế trong đám cưới. Người ta sẵn sàng để chi nhiều nếu mà người ta thấy cái đó có giá trị, nó worth it, phải không chị? Đúng rồi, thì, chị. Thưa chị, cái giá cả nó như thế nào ạ? Cái giá cả thì Kim Bằng cũng nói là nó cũng có phải rẻ, tại là thiệt ra không phải là cái bông nó đắt, thiệt ra là cái công. Tại nếu mà một cái mũ mà làm 4 tiếng đồng hồ và một cái khay làm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đồng hồ, thì là cái công nó đắt hơn. Nhưng mà tương đối thì nó cũng sẽ không có đắt lắm. So sánh với cái chuyện ăn, cái chuyện quần áo, mua áo trắng, áo cưới. Nhưng mà Kim Bằng thấy là cái người nào mà appreciate được cái sắc đẹp vì lại cái environment, thì cái người đó cũng sẽ chi, sẽ chịu chi. Vì vậy Kim Bằng cứ muốn làm bông thiệt đẹp, tại không có cô dâu nào mà có thể giữ lòng được nếu mà nó là thiệt, bông nó thiệt đẹp. Vâng, cảm ơn chị Kim Bằng. Kính thưa quý vị, chương trình với chị Kim Bằng gọi là cái đam mê để bảo tồn cái văn hóa Việt Nam thể hiện qua đám cưới, mà đặc biệt là khuyến khích những người trẻ cố gắng để mà giữ gìn cái phong tục cao đẹp của Việt Nam mình trong đám cưới đó, là Thanh Trúc cũng được gợi cảm hứng từ chị Kim Bằng với hoa và áo dài. Thanh Trúc xin cảm ơn thời giờ của chị Kim Bằng, và Thanh Trúc cũng xin cảm ơn thời giờ theo dõi của quý vị. Chúng ta đã thực sự bước vào lễ tạ ơn, một cái lễ rất là cao quý, một cái truyền thống cao quý. Thanh Trúc cũng nhân đây để cùng với đài SBTN kính chúc quý thính giả, quý khán thính giả của đài SBTN một mùa lễ tạ ơn thật là ý nghĩa, thật là đầm ấm trong gia đình và đề cao cái giá trị của gia đình. Thanh Trúc cũng không quên chúc chị Kim Bằng một cái mùa lễ tạ ơn mà được rất là nhiều những cái sự như ý, đặc biệt là như ý khi mà có những người trẻ đến nhờ chị làm hoa và áo dài cho họ. Vâng, em cảm ơn chị. Mình cùng nhau chào mọi người nhé, chị Kim Bằng nhé. Dạ. Kính chào tạm biệt quý vị. Happy Thanksgiving. Yeah.